Trong drama của chị Phương Hằng mấy ngày qua thì dư luận xã hội đang chú ý tới một câu nói đầy ẩn ý và chưa rõ ràng của chị, đó là tôi sẽ nói cho mọi người biết thế lực đứng phía sau ấy là ai. Tuy nó chưa rõ ràng, chỉ là một câu nói khá là mơ hồ, nhưng nó lại thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận rất là lớn. Đặc biệt nó thêm một lần nữa tiếp năng lượng cho những đối tượng chống phá và những người không yêu mến thầy Thích Minh Tuệ cổ suý cho cái luận điệu thầy Thích Minh Tuệ là một nhân vật do các thế lực ngoại bang dựng lên để làm cách mạng màu chống phá nhà nước. Vậy thực hư thì thông tin này như thế nào? Có rất nhiều người tràn vào feed live của tôi cũng giống như để lại bình luận trên video và nói rằng cứ vào kênh Ni Thị Miễn đi rồi sẽ rõ. Khiến tôi cũng phải tò mò vào kênh Lê Thị Miễn để xem và làm nghĩ cách để làm video phản biện. Nhưng sau khi lướt qua một vòng những video mà Lê Thị Miễn đăng trên kênh của mình, tôi chỉ cười nhẹ và lướt qua. Vì tôi khẳng định với những cái video, với những cái luận điệu của Lê Thị Miễn mà những ai tin vào những cái luận điệu đó thì phải khẳng định đây là những con cừu non ngoan ngoãn, rất là dễ bị dẫn dắt, hoặc là những người nhẹ dạ cả tin. Đối với những người này, giờ có làm video phản biện cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì hết. Cho nên tôi bỏ qua, không quan tâm và bỏ luôn cái ý định làm video phản biện. Quay lại vấn đề chính, thầy Thích Minh Tuệ có phải là một nhân vật được dựng lên để chống phá nhà nước hay không? Thì cá nhân tôi khẳng định chắc chắn là không. Vì nếu như thầy là một nhân vật được các thế lực ngoại bang dựng lên để chống phá nhà nước thì chắc chắn cơ quan chức năng đã không để cho thầy an yên tu tập như vậy, cũng không phí công hoài sức để bảo vệ thầy trong thời gian vừa qua. Vì Giang Cư Mận có tài giỏi tới đâu đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ giỏi hơn cơ quan chức năng nhà nước, và cũng không bao giờ giỏi hơn được lực lượng an ninh mạng của Việt Nam được. Chính vì vậy, cá nhân tôi tin tưởng tuyệt đối vào cách làm việc của cơ quan chức năng nhà nước, và việc cơ quan chức năng nhà nước bảo vệ trong thời gian vừa qua nó là một minh chứng quá rõ ràng cho câu hỏi đó rồi. Tuy rằng cơ quan chức năng bảo vệ thầy không phải là chỉ bảo vệ cho cái an toàn của thầy, mà cơ quan chức năng bảo vệ thầy chính là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho đất nước, chứ không phải chỉ duy nhất bảo vệ thầy. Nhưng nó cũng như một lời khẳng định rằng thầy không phải là một thế lực, một nhân vật được thế lực ngoại bang dựng lên để chống phá nhà nước, và cũng khẳng định rằng sức ảnh hưởng của thầy quá là lớn đối với đất nước, đối với dư luận và đối với Phật tử. Cho dù là ảnh hưởng theo cách nào đi chăng nữa thì cũng khẳng định đó là sức ảnh hưởng của thầy rất là lớn. Bởi vậy bây giờ chúng ta không cần phải quan tâm, cũng không cần phải lo thầy có phải là nhân vật do thế lực ngoại bang dựng lên hay không. Vì nếu thầy là một nhân vật được thế lực ngoại bang dựng lên thì đã có cơ quan nhà nước lo việc đó rồi. Cái chúng ta quan tâm bây giờ chính là những người đang yêu thầy một cách mù quáng và những người đang yêu nước một cách cực đoan. Việc yêu mến thầy hay ghét bỏ thầy nó là quyền cá nhân và chính kiến của mỗi người, không có lý do gì để bắt người khác phải có chung suy nghĩ với mình. Tuy nhiên nếu như yêu thầy mà quay lại tấn công tất cả những người không cùng quan điểm, hoặc những người không yêu thầy tự cho mình là yêu nước và tấn công thầy một cách cực đoan, thì chính những người này mới là những người đang chống phá nhà nước, chứ không phải là các thế lực thù địch từ bên ngoài. Nếu như chúng ta đủ tỉnh táo để yêu ghét một cách rõ ràng thì chúng ta nên hiểu yêu thầy hay ghét thầy thì chúng ta vẫn là đồng bào của nhau, chúng ta vẫn là anh em một nhà. Bởi vậy đừng vì yêu nước một cách cực đoan, cũng đừng vì yêu thầy một cách mù quáng mà để cho những đối tượng xấu từ bên ngoài chúng công kích để chia rẽ khối đại đoàn kết, từ đó anh em một nhà đấu đá lẫn nhau. Bởi vậy cái chúng ta cần phải chú ý không phải là thầy Thích Minh Tuệ, cũng không phải những người yêu thầy hay là những người ghét thầy, mà hãy chú ý tới chính bản thân chúng ta thôi. Chúng ta đã đủ tỉnh táo chưa để yêu nước một cách đúng đắn và yêu thầy một cách đúng đắn rồi hay chưa? Hay là chúng ta cũng chỉ là những con cừu non, những kẻ dễ dàng bị các thế lực từ bên ngoài dẫn dắt bằng những cái luận điệu xuyên tạc sai sự thật, từ đó gà một mẹ tự đấu nhau chứ không cần một thế lực nào từ bên ngoài tấn công cả. Đó là quan điểm riêng của cá nhân tôi. Hoan hỷ chia sẻ cùng với cả nhà. Những người ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng là cản tính, không muốn nhìn thẳng vào sự thật xoay quanh cái câu chuyện mà chị nói về thầy Thích Minh Tuệ. Nếu như chị Nguyễn Phương Hằng mà muốn nói tốt cho thầy Thích Minh Tuệ thì chị sẽ không bao giờ nói. Đây là một cái việc nhạy cảm, và khuyên mọi người đừng có ngưỡng mộ những người tu hành
và nói đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về, và tôi sẽ quất là không trượt phát nào. Đây rõ ràng chúng ta phải thừa công nhận là chị Nguyễn Phương Hằng đã đón nhận những cái thông tin nó lệch lạc về thầy Thích Minh Tuệ, và mọi người cho rằng là chị chỉ nhắc vậy thôi chứ chị chưa nói gì với một cái người mà đang ở trên cái đỉnh cao mà được nhiều người ngưỡng mộ như thế này. Chị bất cứ một cái lời nói nào thì các bạn cũng phải có cái nhìn là chị đang muốn nói cái gì. Còn cái góc nhìn của tôi là tôi thấy chị Nguyễn Phương Hằng đang đón nhận những cái thông tin không tốt về thầy Thích Minh Tuệ. Thế nên tôi cũng đã làm rất nhiều cái video và tôi cũng đã chia sẻ những cái điều mà tôi nghĩ chị Nguyễn Phương Hằng ở cái thời điểm, thời gian đang thử thách như thế này thì chị cũng đừng nên nói nhiều về bất cứ những cái chuyện gì mà nó không liên quan nhiều đến mình. Mọi người tung hô bất chấp, và hai nữa là cho rằng chị Nguyễn Phương Hằng nói những cái điều tốt đẹp về thầy Thích Minh Tuệ nên mọi người đừng có phán xét. Các bạn khi mà thấy chị Nguyễn Phương Hằng chia sẻ và đón nhận những cái thông tin không tốt thì các bạn nên trên này phân tích, thì các bạn cũng phải cho cộng đồng và đâu đó cũng cho chị Nguyễn Phương Hằng hiểu được là trong cái thời gian chị ở trong trại, thế nên là rất nhiều cái chuyện ở ngoài này chị chưa nắm vững. Và hai nữa là tôi thì tôi luôn sợ là những cái người lợi dụng vào chị Nguyễn Phương Hằng để chia sẻ những cái thông tin nó không tốt cho dư luận cộng đồng. Còn các bạn ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng thì các bạn bất chấp, kể cả là chị nói sai các bạn cũng cho là đúng. Thế nên là cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng nó mới dần dần đi xa rời thực tế, là cũng do những người mà lên trên đây ủng hộ không có lý lẽ, bất chấp. Tôi rất chi là buồn trong mấy ngày qua những cái người ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng lên trên này không có cái nhìn thực tế, và đâu đó bênh cho chị Nguyễn Phương Hằng là chị chưa nói gì. Và chúng ta phải thừa nhận rằng là chị Nguyễn Phương Hằng đã đón nhận thông tin không tốt, chứ đừng lên trên này bất chấp như vậy. Chúc tất cả các tình yêu sức khỏe. Nói đùa chứ, không biết là cái đứa nào mà đã tham mưu và tư vấn cho bà Hằng để đi một cái nước cờ mình cho rằng là quá sai lầm, quá là tệ hại. Có rất nhiều cách, có rất nhiều chiêu để thu hút cái sự quan tâm cho cái sự kiện ngày 20, cho cái talk show ngày 20 tháng 10. Nhưng mà không nhất thiết phải làm như vậy. Động ai không động, động ngay đến sư Minh Tuệ, một trong những người mà được rất nhiều người dân kính mộ, yêu quý, là một trong những người mà có lượng fan khổng lồ, khủng khiếp tại Việt Nam hiện nay. Tuy cái nước cờ này thực sự là mình cho rằng là quá sai lầm, để bà Hằng úp mở nói những cái điều mà nó rất là nhạy cảm. Nào là quốc sư Minh Tuệ không trượt phát nào, nào là có người đứng đằng sau, nào là sư Minh Tuệ có cái đúng cái sai, úp mở như vậy. Trời ạ, úp mở làm cái gì? Muốn nói thì đến ngày 20 tháng 10 thì nói. Và tự nhiên úp mở như vậy, động vào những cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm, động đến một cái lượng fan mà có lẽ là chiếm đến 90% dân số Việt Nam rồi. Thế nên đó, bây giờ bà Hằng và ekip của Đại Nam ấy, đang rơi một tình thế mình cho rằng là rất là khó xử. Khó xử ở chỗ ấy, là đã lỡ miệng nói rồi thì đến ngày 20 ấy, bây giờ dân người ta đang rất là ngóng, đang rất là hóng. Kể cả những người ủng hộ bà, kể cả những người phản đối bà thì đều hóng xem là ngày 20 tháng 10 bà sẽ quất như thế nào, xem là bà sẽ nói là ai đứng đằng sau, xem là cái đúng cái sai của sư thầy Minh Tuệ như thế nào, vân vân. Thế nhưng mà ngày 20 tháng 10 ấy, là cái chủ đề của bà ấy, là dự định là sẽ nói một cái talk show về phụ nữ. Bây giờ tự nhiên đang một cái chủ đề vào đúng ngày 20 tháng 10 nói về phụ nữ, là chả lẽ lại chèn vào cái drama sư Minh Tuệ vào à? Nó vỡ bố cục đi chứ, đúng không? Nó bị vỡ cái bố cục của cái buổi talk show đó. Còn nếu mà không nói thì cũng không được, bởi vì bà đã buộc miệng úp mở như vậy rồi. Không nói thì là không giữ được chữ tín, thì còn ai nghĩ nữa, đúng không? Fan sẽ quay lưng. Và hơn nữa, đó, mới úp mở, mới định quất thầy sư Minh Tuệ, chẳng biết là đến ngày 20 tháng 10 có quất sư Minh Tuệ được cái nào không. Nhưng mà lướt trên mạng xã hội bây giờ thì thấy rằng là cộng đồng mạng bây giờ đang tập trung quất bà ấy rồi. Quất bà Phương Hằng tơi tả lên bờ sữa ruộng rồi. Rồi họ đào bới bao nhiêu cái clip, bao nhiêu câu chuyện cũ của quá khứ của bà Hằng ấy. Bây giờ nó sâu hết lên trên mạng, tập trung sâu hết lên trên mạng.
Và đến bây giờ ấy, thì thực sự sau khi mà xem rất nhiều clip như vậy, mình mới hiểu là tại sao cái phe đối nghịch kia nó gọi là quần quận, nó gọi là quần quận con, rồi là tại sao cái câu chuyện là người đàn ông đẹp trai có dâu là như thế nào. Thực sự hôm nay mình mới hiểu. Và ở trên mạng thì bây giờ đang rầm rộ những cái câu chuyện như vậy, nào là mối tình tay ba, rồi là thế này thế kia, nó chế rất là nhiều. Thế nên đó, mình cho rằng là cái nước đi này quá là tệ, rất là tệ. Và bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng đang phải lãnh đủ luôn vì cái gọi là cái lỡ mồm của mình, vì cái sự lộng ngôn của mình, vì cái sự háo thắng và là kiêu ngạo của mình. Thực sự là không biết nói gì thêm. Các bạn hỏi là tại sao tôi lại quay xe với cô Hằng? Tại vì là cô chọn nhầm vai diễn trong cái bộ phim này rồi. Nếu mà cô chọn cái vai diễn cùng với lại các ông thích nhận... thôi, không có nói tên nha. Nói chung là các cái sàm tăng á, thích nhận tiền, thích cúng dường, bla bla thế. Thì cô là hero, cô là người hùng. Nhưng mà lại cô chọn nhầm vai diễn với thầy Thích Minh Tuệ, thì tính ra cô là vai phản diện. Thì tại sao người ta không quay xe? Cô chọn nhầm vai, nếu mà giờ cô quay lại cô chọn đúng vai ấy, thì cô trở thành anh hùng thôi. Nhắn với cô là như vậy. Cho nên là ngày 20 tháng 10 mọi người đang chờ cô. Thực ra tôi nghĩ đây cũng là cái chiêu trò của cô nữa. Cô đang muốn thu hút fan của thầy Thích Minh Tuệ. Bởi vì hiện tại là cô biết là người ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ nhiều quá, cho nên là cô muốn thu hút lôi kéo vô trong cái drama của cô. Nhưng mà thực sự luôn, không ai muốn vô cái drama của cô hết á. Nhưng mà nếu mà cô không đụng tới thầy thì thôi. Hôm nay là cháu có làm một cái video này ạ, và cô cháu xin gửi tới cô Nguyễn Phương Hằng ạ. Mặc dù cô là người mà cháu rất là kính trọng, vì là cô cũng là làm rất là nhiều những việc tốt cho xã hội Việt Nam. Nhưng mà cô có thể là nhắc đến giới nghệ sĩ hay là bất kỳ ai cũng được. Nhưng cháu thấy cô đừng nhắc tới thầy Thích Minh Tuệ. Mấy ngày hôm nay để cháu nghe ở trên mạng, cháu cảm thấy rất là bức xúc. Mặc dù cháu chưa từng sân si hay là chưa từng, nói chung là chưa từng soi mói bất kỳ một ai cả, nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ ấy, là thầy đi theo đi tu theo 13 hạnh Đầu Đà, là một cái căn cái số mà thầy phải chịu chứ, chẳng nói chung là chẳng ai muốn như thế làm cái gì cả. Và trong khi thầy không ganh ghét và cũng không sân si, không hại thì không hại ai cả, thì có lý gì mà cô lại phải lôi thầy ra, đúng không ạ? Để cô nói là cô quật, cô mà quất, cô đòi quất, cô quất là không trượt phát nào. Cô có thể quất ai cũng được, riêng cô đừng có đụng đến thầy Thích Minh Tuệ là cô đã không yên rồi nhá. Bởi vì mỗi con người ấy, mình sinh ra ai cũng có một cái cơ duyên, một cái căn cái quả. Mà cái căn cái quả của thầy là nó phải là như thế, thì thầy phải chịu và chấp nhận, đúng không ạ? Bây giờ mình cứ thử một ngày bình thường, bây giờ mình cứ thử mình là một người bình thường đi, mình đi ra nắng một tiếng hai tiếng thôi, xem mình có thể chịu đựng được không. Mà thầy đi đến đây, mà thầy đã đi đến bây giờ đã là 6 năm rồi, mà thầy đâu có than đâu, không hại ai cả, không mong ai cúng dường. Một ngày chỉ xin ăn có một bữa thôi mà ăn chay, và buổi tối thì ngủ ở gốc cây và ngoài nghĩa địa và ngủ ngồi. thì sao cô có thể nói ra là người đứng đằng sau thầy là ai? Cô nói như thế là cháu không đồng tình một chút nào hết. Cô á, cái tầm như cô á, nếu mà cô đẳng cấp ấy thì cô đi thử gọi tên ông Thái Trúc Minh chùa Ba Vàng xem đằng sau ông ấy là ai. Chứ đụng đến thầy Minh Tuệ, thầy chỉ có cái nồi cơm điện thôi, chẳng có cái gì cả mà để cô sân si với người ta cả.